Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật đáng nghe và đáng xem. Và trong 30 phút tới đây, chương trình sẽ mang đến cho quý vị nhiều thông tin cập nhật và trước hết sẽ là những nội dung đáng chú ý. Hoa kiển bắt đầu được bán online. Sớm đạo Cù Lao Tây vào mùa Giáng sinh 2023. Mặc chiếc áo này, nguy cơ đột tử do bệnh tim sẽ bị loại trừ. Chương trình sáng nay xin mở đầu với thông tin về Giáng sinh ở miền Tây. Còn vài ngày nữa là đến Noel, xóm đạo dọc tuyến đường 5 xã Cù Lao Tây, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp đã trang hoàng lộng lẫy với hoa, đèn và các tiểu cảnh đẹp mắt thu hút người dân. Nhiều gia đình ở dọc tuyến đường Cù Lao Tây tự trang trí hang đá, hai bên đường cầu qua, cờ phướng treo rực rỡ, đèn chớp tạo nên không khí lung linh mỗi tối. Đặc biệt, bà con giáo dân nơi đây thường hay làm cây thông Noel khá cầu kỳ, được trang trí bằng nhiều hoa quả, tạo ấn tượng sôi động. Công tác chuẩn bị được người dân bắt tay thực hiện từ đầu tháng 12. Đến hôm nay, mọi công việc chuẩn bị cho Noel đã hoàn tất. Còn tại nhà thờ Bến Dinh cũng được trang trí hoành tráng và lộng lẫy. Một hang đá lớn được dựng lên trong khuôn viên của nhà thờ khá công phu, tạo nên không khí tuyệt đẹp cho mùa Giáng sinh. Để thúc đẩy thương mại ngành hàng hoa kiển tại thành phố Sa Đéc trên các kênh online, chương trình Festival Hoa Kiển lần thứ nhất năm 2023 đã ra mắt website kinh doanh hoa kiển và tổ chức chương trình livestream bán hoa kiển. Trên nền tảng TikTok, mỗi phiên livestream của cửa hàng online này thu về từ 600 đến 1.000 lượt người xem. Để thực hiện tốt giờ bán hàng trực tuyến, họ phải chuẩn bị kỹ càng nhiều khâu. Ngày xưa thì chỉ có 2 người, thì xong rồi bây giờ thì đội ngũ của mình đã lên tới là 15 người. Đội ngũ làm vườn, đội ngũ mở rộng cây cối thì xưa ngày càng là xuân sẽ là tạo ra đội ngũ ngày càng đông. Bên cạnh việc đảm bảo tốt sản phẩm đến tay khách hàng, các shop online còn ăn điểm bởi các đánh giá trực tuyến. Đây là điểm khác biệt khi khách online thường tìm đánh giá, so sánh trước khi mua hàng. Chăm chút từng sản phẩm, rồi từng cái đánh giá của khách hàng được phản hồi tốt, thì lúc đó shop mới phát triển nhiều cái sản phẩm hơn. Các nghiên cứu gần đây cho thấy người Việt dành ra hơn 6 giờ mỗi ngày để truy cập Internet và 60% thời gian ấy là dùng để mua hàng trực tuyến. Với nguồn cung dồi dào của làng hoa Sa Đéc, nếu tiếp cận tốt với thị trường online, sẽ mở ra nhiều tiềm năng giúp ngành hoa kiển phát triển. Những ngày qua tại tỉnh An Giang, bà con ráo riết thu hoạch vụ lúa thu đông. Thời điểm này lúa cho năng suất tốt, cộng với giá lúa cao nên bà con rất phấn khởi. Hối hả vận chuyển lúa về nhà, anh Phong phấn khởi cho biết, giống lúa O18 mà gia đình vừa thu hoạch đã được thương lái mua tận ruộng với giá 9.850 đồng một ký. Với giá này, bà con có lời rất nhiều. Tính nhẩm ra là một công trung bình chắc cũng thấp lắm, cũng 6 triệu, 6 triệu mấy 7 triệu. Sau khi trừ hết khấu hao thì lời chắc đối với một công chắc khoảng 3 triệu. Giá cho lúa mà được có giá hoài gì đi. Ăn cho dân đỡ khổ. Không những giá lúa cao mà mùa vụ này năng suất cũng tốt. Trung bình mỗi công 1.000 m² cho thu hoạch 10 đến 12 bao, mỗi bao nặng khoảng 60 kg. Vừa trúng mùa, vừa trúng giá. Chưa bao giờ bà con nông dân vui như năm nay. Lâu lâu mới được năm mà chứ đâu có khỏe lời nhiều thì nó đỡ cho mình ăn Tết thì chắc nó quy hoàng rồi đó, năm nay ngon rồi đó. Diễn biến trên thị trường thế giới cho thấy nhu cầu nhập khẩu của các nước vẫn còn rất cao. Vì thế, giá lúa được dự báo sẽ được duy trì ở mức cao, thậm chí còn có thể tăng thêm nữa. Thưa quý vị, giá muối tăng cao cùng thời tiết thuận lợi nên vụ sản xuất muối năm nay được diêm dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai sớm hơn năm ngoái gần một tháng. Nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi như hiện tại, thì khoảng một tháng nữa diêm dân sẽ thu hoạch lứa muối đầu tiên. Anh Trần Sông Pha ở xã An Ngãi, huyện Long Điền đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cho việc thu hoạch lứa muối đầu tiên dự kiến khoảng 2-3 tuần nữa trên diện tích gần 8.000 m². Năm nay nắng cũng sớm nên là diêm dân ra ruộng sớm thì mong muốn là giá cả nó ổn định, nó không có hạ nữa. Tiết bây giờ nó cũng khó hơn hồi trước. Hồi trước kia thấy nắng là ra nắng là nắng luôn. Còn cái bây giờ có khi nắng cái ổng muốn bão cái mưa tới là nói chung làm khó khăn hơn mấy năm trước nhiều. Thời điểm cuối vụ muối vừa rồi, giá muối từ 1.700 đến 2.800 đồng một ký, tăng gấp đôi so với mọi năm, nên diêm dân đều có lợi nhuận.
đây cũng là động lực giúp diêm dân yên tâm hơn khi bước vào vụ muối mới. Niên vụ 2023-2024, toàn tỉnh sản xuất 598 hectare muối. Vụ sản xuất muối thường bắt đầu từ tháng 12 năm trước và kéo dài đến tháng 5 năm sau. Tùy vào thời tiết nắng gió mà sản lượng muối ít hay nhiều. Ở phần an ninh trật tự, mất trộm vì bất cẩn không khóa cửa trên lầu buổi tối. Và xe ô tô bị cuốn trôi khi cố băng qua cầu tràn tại Khánh Hòa. Mới đầu phần an ninh trật tự, do chủ nhà bất cẩn không khóa cửa trên lầu buổi tối, nên đã bị kẻ gian leo vào nhà lấy trộm tài sản trị giá hàng chục triệu đồng. Hiện công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân đã tiếp nhận trình báo của người dân về vụ việc. Theo thông tin ban đầu, anh Huỳnh Quốc Hòa ngụ Bình Tân vào sáng ngày 18 tháng 12 ngủ dậy thì thấy cửa phòng lầu 1 bị mở và một số tài sản trong nhà bị mất. Xem lại camera an ninh nhà dân xung quanh thì thấy gần 2 giờ sáng cùng ngày, có một nam thanh niên đeo khẩu trang chạy xe đạp vào hẻm 118 đường Liên Khu 56, phường Bình Hưng Hòa B. Sau khi quan sát, thanh niên này bám vào khung sắt, trèo lên lầu 1, đột nhập vào bên trong nhà của anh Hòa, lấy trộm một số tài sản rồi theo lối cũ thoát ra ngoài. Theo trình báo của anh Hòa, kẻ gian đã lấy 3 điện thoại, một iPad với tổng trị giá tài sản hơn 40 triệu đồng. Ngoài ra, người dân sống tại hẻm này cũng cho hay, trước khi xảy ra vụ trộm này, chó nhà người dân nuôi trong nhà bị kẻ gian quăng bã chó để thuốc. Công an địa phương đã trích xuất camera an ninh tại khu vực để truy xét, làm rõ vụ trộm này. Tại Nha Trang, một nam tài xế 20 tuổi điều khiển xe ô tô 5 chỗ lưu thông từ xã Khánh Nam về thị trấn Khánh Vĩnh. Khi tới cầu tràn Thác Ngựa thì bị nước lũ cuốn trôi. Trước đó, địa phương đã cảnh báo chốt chặn hai đầu cầu, nhưng người này đã mạo hiểm cho xe qua nên dẫn đến vụ việc. Tài xế là anh Đặng Tâm, chở theo một người đàn ông trú tại Nha Trang. Giờ thời điểm xảy ra vụ việc, trời mưa, thấy nước chảy nhẹ lại vội việc gia đình nên tài xế cố băng qua. Tuy nhiên, đến giữa cầu, một lượng nước lớn đổ về chảy xiết, làm ô tô chết máy. Dù nhiều người dân gần đó tới hỗ trợ, nhưng nước làm xe nghiêng dần ra khỏi cầu, bung túi khí, chìm dần trong nước. Hai người trong xe đã kịp thời bung cửa, nhảy ra ngoài nên thoát nạn. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Nam, ông Đặng Thanh Nhân, hiện tại nước lũ vẫn đang chảy xiết, xe chìm sâu 3 mét nên chưa thể trục vớt. Khu vực xã có mưa lớn từ 5 giờ sáng ngày 18 tháng 12. Hiện tại, Khánh Hòa vẫn đang trong mùa mưa nên người dân phải hết sức cảnh giác khi đi qua cầu tràn, sông suối. Tại Hậu Giang, đối tượng Lê Văn Nhiều, 27 tuổi đã rủ 3 người khác sử dụng ma túy tại phòng thì bị bắt quả tang. Cảnh sát điều tra công an huyện Vị Thủy vừa ra quyết định tạm giữ Nhiều về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó vào khoảng 14 giờ ngày 17 tháng 12, công an bắt quả tang Lê Văn Nhiều cùng 3 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà trọ ở ấp 7B2, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy, hơn 0,3 gram methamphetamine hay còn gọi là ma túy đá, cùng một số vật dụng liên quan. Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận cùng nhau sử dụng ma túy. Dụng cụ sử dụng và ma túy cũng là của Nhiều mang tới. Kết quả test nhanh, tất cả các đối tượng đều dương tính với ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang cũng đang tạm giữ hình sự đối với Thái Vĩnh Tân, sinh năm 1991, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, công an bắt quả tang Tân cất giấu trên người hơn 1,7 gram ma túy đá đựng trong các bịch ni lông tại nhà của đối tượng ở ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy. Khám xét buồng ngủ của đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ thêm một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Thái Vĩnh Tân khai nhận vừa mua số ma túy này về để sử dụng. Tại Tiền Giang, một đối tượng sau khi đi nhậu về do có mâu thuẫn với anh ruột nên đã dùng chĩa đâm anh mình tử vong. Ngày 18 tháng 12, Công an tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận thông tin vụ án mạng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Như Anh Tuấn, 50 tuổi và anh ruột là ông Nguyễn Như Anh Vũ, 52 tuổi, cùng ngụ xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, có nhà liền giáp với nhau. Vào chiều cùng ngày, sau khi đi nhậu về, ông Tuấn xảy ra mâu thuẫn cự cãi với ông Vũ liên quan đến việc thi công đường cống thoát nước phía sau nhà và việc trồng chuối. Trong lúc cự cãi, ông Vũ dùng gạch trong nhà ném về phía ông Tuấn. Bực tức,
Ông Tuấn dùng cây chĩa một mũi nhọn đâm vào người của ông Vũ, khiến ông bị thương và tử vong tại nhà. Sau khi gây án, ông Tuấn đã bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra. Ngày 18 tháng 12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Quảng Ngãi đã bắt nữ cán bộ xã đã mạo danh công tác làm hồ sơ giả để hợp thức hóa hồ sơ đất đai. Vụ việc đã gây biến động đất đai tại địa phương. Đối tượng là Lê Thị Mai Trinh, 32 tuổi, trú thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, nguyên cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Phổ Châu. Hiện công an đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trinh về tội giả mạo trong công tác. Đối tượng này có hành vi làm giả giấy tờ tài liệu, hợp thức hóa hồ sơ giải quyết đăng ký biến động quyền sử dụng đất cho người dân tại địa bàn xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ nhằm thu lợi bất chính. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ở phần thế giới cập nhật, tranh cãi quanh chuyện lắp pin mặt trời trên công trình 500 năm tuổi. Và người đàn ông trang trí Giáng sinh bằng 5 triệu bóng đèn LED. Mở đầu phần thông tin thế giới, một chiếc áo chỉ mất vài phút để khoác lên cơ thể và cung cấp chẩn đoán chi tiết hoạt động điện của tim. Phát minh này của nhóm nghiên cứu trường UCL, University College London tại Anh, có thể dùng để dự đoán nguy cơ đột tử do tim. Chiếc áo chụp ảnh điện tâm đồ ECGI được trang bị 256 cảm biến, được bệnh nhân mặc vào khi đang nghỉ ngơi hoặc vận động. Thiết bị có thể cung cấp bản đồ 3 chiều của tim, gồm dòng điện truyền khắp các buồng tim. Các bác sĩ kết hợp những dữ liệu này với ảnh chụp cộng hưởng từ MRI để đưa ra chẩn đoán. Công nghệ này có thể được tung ra cho hàng ngàn người với chi phí tương đối thấp so với những công nghệ khác. Khác với điện tâm đồ 12 chuyển đạo, áo ECGI không dùng đến gel và có thể được sử dụng lại. Không cảm thấy gì cả, chỉ có một chút áp lực khi áo phình lên, giống như là mặc một cái áo lớn vậy, không có gì gây khó chịu cả. Áo ECGI đã được thử nghiệm thành công trên khoảng 800 người. Thiết bị đang được dùng để thiết lập bản đồ tim của những người mắc các bệnh như cơ tim phì đại và cơ tim giãn nở. Áo ECGI đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ. Nhóm nghiên cứu đang tìm cách để phát minh này có thể được sản xuất rộng rãi hơn. Nhà nguyện King's College Cambridge lắp đặt hơn 400 tấm pin mặt trời trên mái nhằm cắt giảm lượng phát thải carbon, cũng như là cung cấp năng lượng xanh cho lễ hội truyền thống Nine Lessons and Carols cho dịp Giáng sinh nước tiếng nơi đây. Tuy nhiên thì động thái này lại gây tranh cãi khi bị cơ quan di sản Anh Historic England phản đối, cho rằng các tấm panel sẽ ảnh hưởng diện mạo của công trình. Hội đồng thành phố Cambridge và giáo phận nhà thờ trước đó đã cấp phép cho lắp đặt gần 500 tấm pin quang điện. Cũng đã đến lúc cân bằng các ưu tiên giữa niềm vui thẩm mỹ và tính bền vững để không chỉ bảo tồn quá khứ mà còn tạo ra một tương lai đáng sống. Còn theo đại diện của Historic England thì việc này cần phải được thực hiện một cách cẩn thận. Nhà nguyện King's College là một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất nước Anh, là một kiệt tác kiến trúc cuối thời Trung Cổ và được đánh giá cao. Và mặc dù những pano này không xuất hiện quá rõ ràng, nhưng sẽ ảnh hưởng đến cách người ta chiêm ngưỡng nhà nguyện. Chúng sẽ xuất hiện trong góc nhìn ra mái nhà hay ra đường chân trời. Dự kiến việc đại tu phần mái nhà nguyện sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12. Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh, các tấm pin mặt trời sẽ tạo ra 123.000 kWh điện mỗi năm, đáp ứng 5,5% nhu cầu điện hàng năm của toàn trường. Nhà đấu giá Julian's vừa bán một chiếc đầm của công nương Diana với giá khoảng 1,1 triệu đô la Mỹ, gấp 11 lần giá trị ước tính ban đầu. Đây là chiếc đầm đắt nhất của cố công nương xứ Wales được bán ở một sự kiện đấu giá. Công nương Diana lần đầu tiên mặc bộ váy màu đen và xanh của nhà thiết kế Jacques Azaguri tại Florence, Italia vào năm 1985. Sau đó một năm, bà diện lại nó trong chuyến thăm Canada và được chụp hình lại. Nhà đấu giá Julian's bán thành công bộ đầm này với giá 1.148.080 USD, cao hơn nhiều lần so với giá trị ước tính ban đầu là 100.000-200.000 USD. Theo thông cáo của Julian's, bộ đầm hiện tại đang giữ kỷ lục chiếc đầm của Diana đắt nhất từng được bán tại một buổi đấu giá. Trang phục bao gồm một vạt áo dài bằng nhung đen theo những ngôi sao màu xanh lam và một chiếc váy hai tầng màu xanh được trang trí bằng thắt lưng và nơ.
Nó được bán ở sự kiện đấu giá Hollywood Legends kéo dài 4 ngày. Hình ảnh ba chú mèo say ngủ khổng lồ vừa xuất hiện trên các cánh đồng lúa ở miền Bắc Thái Lan trong những tuần gần đây. Đó là tác phẩm của một công nhân nhà máy 40 tuổi và trong khi đi làm nông thời vụ, ông đã biến các cánh đồng lúa thành tác phẩm nghệ thuật. Từ tháng 10 qua, cứ đến cuối tuần là anh Tanjapong Kaikham ở vùng Chiang Rai lại thử nghiệm với lúa cầu vồng hoặc các giống lúa có màu lá từ tím sẫm tới vàng. Anh làm việc cùng một họa sĩ để tạo ra bản vẽ một con mèo đang ngủ. Rồi anh cùng 200 người hỗ trợ dùng drone và GPS để vẽ con mèo đang ngủ và quắp con cá. Bước tiếp theo là cấy lúa cầu vồng, vì cấy lúa được làm bằng tay để đảm bảo mỗi khu vực có màu lúa chính xác. Trước kia, lúa chủ yếu được xem như sản phẩm tiêu dùng, nhưng giờ đây, những cây trồng quan trọng khác như hoa hay rau sặc sỡ cũng có thể được áp dụng. Cách tiếp cận này cho phép chúng tôi đồng thời phát triển du lịch và nông nghiệp. Sau khi lúa mọc đều, tác phẩm của anh được giới thiệu tại một lễ hội địa phương để quảng bá du lịch. Tanjapong đang cố xây xong một tháp quan sát cho du khách. Anh kỳ vọng sẽ có hàng chục ngàn người tới ngắm công trình nghệ thuật trên đồng lúa của mình, nhất là khi khoảng 30% người Thái là người yêu mèo. Nghề chế tác tượng Chúa nhân dịp Giáng sinh ở Italia đã có truyền thống từ nhiều thế kỷ nay. Mỗi năm đến tháng 12 thì hàng ngàn du khách lại đến đây không chỉ mua quà, mà còn chọn cho mình những bức tượng phù hợp để trang trí nhân dịp lễ hội này. Tại trung tâm của thành phố Naples, Italia, dọc theo đường San Gregorio Amino, các nghệ nhân cố gắng duy trì truyền thống hàng trăm năm này. Có những nghệ nhân đã được truyền nghề từ các thành viên trong gia đình của mình. Tôi sinh ra trong một gia đình chế tác cảnh vật Chúa Giáng sinh nên tôi dần dần đã yêu thích nghề này. Giờ đây nó không còn là một công việc nữa mà đã trở thành niềm đam mê của tôi. Không chỉ có những bức tượng thiên về tôn giáo, ở đây còn có những bức tượng từ những nhân vật đời thường trong cuộc sống, vô cùng mới lạ và giàu sức tưởng tượng. Hàng trăm nghệ nhân tự làm ra những tác phẩm trong các cửa hàng của mình. Đây là tượng của một quản lý quán ăn truyền thống. Anh cầm trên tay một miếng thịt cho khách xem trước khi đem đi nấu. Các cửa hàng này mở cửa quanh năm, tuy nhiên vào dịp cuối năm này, hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới sẽ đổ về, nên các chủ tiệm chủ yếu sẽ bán đồ lưu niệm. Từ ước mơ lúc nhỏ có một cây thông vào dịp Giáng sinh, một người đàn ông tại Croatia đã lập nên hẳn một công viên ánh sáng chủ đề Giáng sinh. Số đèn được lắp tại đây mỗi năm một tăng và năm nay đã đạt đến con số 5 triệu bóng. Salaland, công viên của ông Zlatka Sala, nằm ở làng Krapovnica, miền trung Croatia. Ông Sala mất mẹ từ sớm và nhà của ông lúc trước không bao giờ có cây thông Giáng sinh. Năm 2001, ông bắt đầu thực hiện ước mơ của mình về một khuôn viên ánh sáng Giáng sinh với số bóng đèn ban đầu là 70.000 bóng. Nhiều người tỏ ra hứng thú, nhưng cũng có những người ban đầu còn lo ngại. Thế là tôi mời họ vào sân, rồi họ hỏi liệu năm tiếp theo tôi có lắp thêm đèn hay không. Thế là năm tiếp theo tôi thêm 100.000 bóng và tăng dần qua từng năm. Lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây, âm nhạc, ánh sáng, bầu không khí, đi bộ, mọi thứ đều thú vị. Lượng khách đến Salaland cũng ngày càng tăng và hiện ước tính khoảng 100.000 người mỗi năm từ Croatia và những nước láng giềng. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, tuyệt đẹp, trang trí rất bắt mắt. Chủ công viên cho biết ông dùng lợi nhuận thu được để tạo những nét mới cho công viên trong năm tiếp theo. Trong phần phim Việt đặc sắc trên HTV7 thì 60 giây mời quý vị sẽ theo dõi tập 32 của phim Dâu Bể Mùa Xưa. Bộ phim Dâu Bể Mùa Xưa đã dần đi đến hồi kết. Trong tập 32 lên sóng tối nay, sau khi hãm hại hết người này đến người khác, cuối cùng Du cũng giành được vàng nhân đường từ bà Ba Son. Nhưng đổi lại, bên cạnh Du không còn ai. Bà Ba Son nhất quyết rời đi dù Du quỳ xuống khóc lóc năn nỉ. Sau khi ông Bá hé lộ sự thật về thân phận của Hiếu và Nghĩa, bà Bá và bà Ba Son mới nhận ra lỗi lầm vì thương con mù quáng mà suýt đưa họ vào con đường tội lỗi. Cả hai đã làm quà và cầu xin sự tha thứ của đối phương. Tập 32 phim Dâu Bể Mùa Xưa sẽ phát sóng lúc 19:30 hôm nay 19 tháng 12 trên kênh HTV7. Giải đua xe scooter điện Electric Scooter Cup đầu tiên vừa được tổ chức tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đây là giải đua xe scooter điện đầu tiên được tổ chức tại Trung Đông nhằm quảng bá loại hình di chuyển mới và bền vững này.
Electric Scooter Cup nằm trong chương trình năm bền vững của UAE và được tổ chức tại Dubai Design District D3, khu phố dành riêng cho cộng đồng thiết kế thời trang và văn hóa tại Dubai. Cuộc đua có sự tham gia của 16 tay đua nam và nữ từ 11 quốc gia, chia thành 6 đội. Trên quãng đường tranh tài dài 340m, các thí sinh điều khiển những chiếc RS0, mẫu xe máy scooter điện nhanh nhất thế giới với vận tốc tối đa trên 140 km/h. Kết quả sau cùng, tay đua Nhật Bản Hikari Okubo từ đội Fayfit giành chiến thắng. Anesh Shetty của đội Boost Racing xếp thứ nhì. Vị trí còn lại trên bục nhận giải thuộc về Matrix Neyraut của đội Supercar Blondie. Không dễ dàng tí nào, phải dần làm quen và điều khiển scooter theo phong cách của mình. Tôi đã đua tốt, nhưng có đối thủ khác đã bám rất sát. Cuộc đua đã thu hút hàng trăm người có mặt theo dõi tại D3 và hàng triệu khán giả trên truyền hình và mạng xã hội. Giáo hoàng Francisco chính thức cho phép các linh mục ban phước lành đối với những cặp đôi đồng giới, nhưng sự ban phước không thể được thiết lập như một nghi thức công giáo và cũng không được thực hiện trong các đám cưới. Theo hai hãng tin Reuters và AP, trong văn bản được giáo hoàng Francisco phê chuẩn, Tòa thánh Vatican ủng hộ khả năng ban phước lành cho những tình huống bất thường và đối với những cặp đôi đồng giới. Tuy nhiên, văn bản này cho biết giáo hội công giáo vẫn không thay đổi quan điểm liên quan đến hôn nhân đồng tính. Vatican khẳng định hôn nhân chỉ diễn ra giữa một người đàn ông và một người đàn bà, xây dựng trên mục đích có con cái. Văn bản này nhấn mạnh việc ban phước lành không bao giờ được thực hiện cùng lúc với những nghi thức của một cuộc hôn nhân và thậm chí không nên có sự liên kết với hôn nhân. Hồng y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, vốn là cơ quan soạn thảo văn bản trên cho biết, văn bản đánh dấu sự mở rộng và làm phong phú hơn lập trường của Vatican về sự ban phước lành dựa trên tầm nhìn mục vụ của giáo hoàng Francisco, người muốn giáo hội dành cho tất cả mọi người. Thông tin cập nhật, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc sáng hôm nay 19 tháng 12 cho hay ít nhất 86 người thiệt mạng và 96 người bị thương trong trận động đất xảy ra ở Tây Bắc nước này. Theo cơ quan địa chất Mỹ, thì trận động đất xảy ra trong đêm 18 tháng 12 tại tỉnh Giang Tô với độ lớn khoảng 5,9 độ Richter. Công tác cứu hộ cứu nạn đang được tiến hành. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình. Xin chúc quý vị bắt đầu buổi sáng làm việc thuận lợi và thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.